Đây. Phải sáng ngày thích lắm ấy. Giờ lại các cụ ạ. Mời các bạn nào được đây này cho mời chúc mừng sinh nhật phụ. Chúc mừng sinh nhật phụ. Cô là thụ thai mà. À cô là thụ thai luôn. Cô thế thì mừng ghê, chú ạ, con thì mừng ghê, con gì vậy? Giờ đấy, giờ chuyên nghiệp của anh Trinh hết nã, có tính chuyên nghiệp đấy. Dạ, bình khí. Bình khí, bình khí đâu trong người thì dạ, bình khí. Chưa chị đã bỏ túi sớm thế, chị nhập nữa, chị đã móc túi ra. Lúc nào có hai mươi mấy tỷ, nhìn về, sao lại đó? Thank you.
để riêng cho cô này hát đấy, mình hát con đi. Không, cô giáo bảo rằng là có cái đề mà. Chiều chủ nhật Thu Phương là về chương trình của lớp ta 4 điểm.